Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 4 lên tiếng bác bỏ báo cáo của công ty an ninh mạng hàng đầu ở Mỹ, cho rằng một nhóm tin tặc được chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã cố xâm nhập vào các cơ quan của chính phủ Trung Quốc để tìm kiếm dữ liệu về COVID-19 nhằm ngăn chặn sự bùng phát của chủng virus mới này. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng nói trong cuộc họp báo trực tuyến từ Hà Nội rằng đây là những thông tin không có cơ sở. Việt Nam nghiêm cấm các hành vi tấn công mạng và các tổ chức cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Các hành vi tấn công đe dọa an ninh mạng cần bị lên án và trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Trước đó, hôm 22 tháng 4, công ty an ninh mạng FireEye của Mỹ công bố một nghiên cứu cho thấy nhóm tin tặc APT-32 được xem là do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào chính phủ Trung Quốc để thu thập thông tin về cách Bắc Kinh xử lý dịch COVID-19. Theo FireEye, chiêu thức tấn công của APT-32 là gửi email cho các quan chức Trung Quốc về các báo cáo giá thầu thiết bị văn phòng, trong đó chứa các đường dẫn và mã máy tính, để từ đó gửi báo cáo về lại cho tin tặc nhằm mục đích thu thập thông tin về dịch virus corona. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trong việc ngăn chặn sự bùng phát của chủng virus corona mới, với chỉ 268 ca nhiễm mà không có ca tử vong nào.